Ngày 21 tháng 10 năm 2015, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 70 đã tiến hành bỏ phiếu bầu 18 nước thành viên mới của Hội đồng Kinh tế Xã hội, viết tắt là ECOSOC, nhiệm kỳ 2016-2018. Việt Nam đã nhận được sự tín nhiệm cao và trúng cử với 182 phiếu ủng hộ trên tổng số 187 phiếu. Đây là lần thứ hai Việt Nam trở thành thành viên của hội đồng này sau nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 1998 đến năm 2000. ECOSOC được xem là một trong những trụ cột quan trọng nhất của Liên Hợp Quốc, đóng vai trò xây dựng chính sách và điều phối các nỗ lực quốc tế nhằm thực hiện các cam kết về phát triển. Việc trúng cử ECOSOC lần thứ hai đánh dấu bước tiến mới của Việt Nam trong việc triển khai chính sách đối ngoại tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. Sự kiện này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh thế giới bắt tay vào thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, viết tắt là SDGs, đến năm 2030, sau khi kết thúc 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, viết tắt là MDGs. Vietnam, with its excellent record on the MDGs, is a very credible member of the United Nations, and I am very sure that Vietnam's voice will be heard with lot of respect by the United Nations member states. So I think this is a huge achievement because of the work that Vietnam has done, and its membership and its leadership in ECOSOC will really help shape the SDG implementation and rollout. So we are extremely happy and very much looking forward to the next 2 years of its participation. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Việt Nam ngày nay của kênh VTC10 Nét Việt. Quý vị và các bạn thân mến, giữa tháng 10 vừa qua, Việt Nam đã trúng cử thành viên của Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc, viết tắt là ECOSOC. Đây được xem là sự kiện ngoại giao quan trọng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế bắt tay thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vai trò của ECOSOC cũng như phương hướng của Việt Nam nhằm đảm bảo phát triển bền vững trong thời gian tới. Và xin được giới thiệu hai vị khách mời tham gia cùng chương trình ngày hôm nay. Vị khách mời đầu tiên là người đã có nhiều năm kinh nghiệm tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế cũng như xây dựng chính sách đối ngoại của cơ quan lập pháp Việt Nam. Ông hiện là Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hà Huy Thông. Và vị khách mời thứ hai là một nhà ngoại giao đã có nhiều năm gắn bó với các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và nhiều tổ chức đa phương lớn trên thế giới. Ông hiện là Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao. Xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Anh Quang. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho Việt Nam ngày nay. Và để bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi xin có một số câu hỏi ngắn như sau được dành cho hai vị khách mời. Như chúng tôi cũng đã giới thiệu, tức là Việt Nam vừa được bầu chọn là một trong số những thành viên của ECOSOC, là Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc. Vậy thì trước hết thì hai vị có thể chia sẻ về tầm quan trọng của ECOSOC trong một tổ chức như là Liên Hợp Quốc được không ạ? Chúng ta biết là Liên Hợp Quốc có 3 trụ cột hoạt động chính, đó là giữ gìn hòa bình an ninh, hợp tác, phát triển và bảo vệ quyền con người. Thì trong cái vấn đề về hợp tác phát triển kinh tế xã hội này thì đây là cái cơ quan chịu trách nhiệm chính về trong một trong 3 trụ cột của Liên Hợp Quốc. Trong thời đại thì hiện nay thì là kinh tế, phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển bền vững đang trở thành một cái trọng tâm của Liên Hợp Quốc cũng như là của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cho nên cái vai trò của ECOSOC ngày nay nó càng ngày càng quan trọng đối với lại là sự phát triển chung của thế giới và cũng như là sự phát triển của Việt Nam. Vậy thì Việt Nam tham gia và trở thành một thành viên của ECOSOC thì thể hiện một cái chính sách đối ngoại chủ động và tích cực của Việt Nam như thế nào? Thưa hai vị khách mời. Trong cái chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là chủ động và tích cực hội nhập quốc tế thì đây là một cái thể hiện một cái sự thành công của cái chính sách này, nhưng mà cụ thể hơn đó là nó thể hiện một cái thành công trong cái tổng thể cái lộ trình của chính sách đối ngoại đa phương của Việt Nam. Ở nhiều cấp độ, ở đây thể hiện là cấp độ là đối ngoại đa phương toàn cầu. Cái việc mà ta trúng cử và với tỷ lệ phiếu cao gần như tuyệt đối tại ECOSOC rồi thì nó khẳng định thứ nhất là cái vị thế của đất nước mình, thứ hai là nó khẳng định cái chuyện cái chủ trương đường lối đối ngoại của chúng ta về mặt hội nhập quốc tế nói chung, trong đó hội nhập kinh tế quốc tế là chủ trương đúng đắn và được sự đồng tình thuận lợi của các nước trên thế giới. Vâng, ở đây cũng là một tín hiệu hết sức đáng mừng và góp phần tạo nên thêm một cái vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế, đúng không ạ?
Quý vị và các bạn thân mến, tại hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc diễn ra vào cuối tháng 9 vừa qua, nguyên thủ của các quốc gia trên khắp thế giới đã thống nhất thông qua 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc ECOSOC mà Việt Nam là một thành viên sẽ đóng góp vai trò then chốt trong việc thực hiện chương trình nghị sự này. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các mục tiêu trên qua phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Tại hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc diễn ra ở Hoa Kỳ vào cuối tháng 9 năm 2015, 193 quốc gia đã thông qua chương trình nghị sự toàn cầu về phát triển đến năm 2030 với 17 mục tiêu phát triển bền vững. Chương trình nghị sự này nhằm giải quyết các vấn đề ở mọi quốc gia, bao gồm các nước có thu nhập cao cũng như thu nhập thấp. Đây là sự tiếp nối của kế hoạch hành động trước đó là 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, tập trung chủ yếu vào các nước nghèo và kết thúc vào cuối năm 2015. Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 đưa ra các mục tiêu toàn diện và táo bạo với thời hạn cụ thể dựa trên cam kết vì một thế giới không có ai bị tụt lại phía sau. Ví dụ, chương trình đặt mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn đói nghèo ở mọi nơi trên thế giới đến năm 2030, đồng thời tất cả các trẻ em hoàn thành giáo dục bậc tiểu học và trung học miễn phí. Các mục tiêu phát triển bền vững cũng nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ môi trường, bao gồm một loạt biện pháp như ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên, đảm bảo đa dạng sinh học. Bên cạnh đó, trong chương trình nghị sự 2030 còn xuất hiện những mục tiêu mang tính chính trị như quản trị quốc gia, chế độ pháp quyền và khắc phục tình trạng bạo lực. It embodies the aspirations of people everywhere for lives of peace, security and dignity on a healthy planet. Như chúng ta cũng đã vừa mới chia sẻ, đó là ECOSOC thì đóng một vai trò vô cùng quan trọng ở trong việc thực hiện các cái mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Vậy thì không biết là hai vị khách mời và đặc biệt là ông Hà Huy Thông có thể chia sẻ rõ hơn với chúng tôi về những mục tiêu này của Liên Hợp Quốc. Trước hết tôi phải nói luôn là cái ngày 25 đến 27 tháng 9 năm 2015 vừa rồi thì là tại hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc thì đã thông qua một cái gọi là chương trình phát triển bền vững sau năm 2015. Thế thì cái này nó là kết quả của một cái, thứ nhất là kết quả của quá trình thực hiện tổng kết 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ từ năm 2000 đến năm 2015, từ năm nay. Đồng thời thì nó cũng thể hiện một cái bước phát triển, bởi vì như là các bạn biết, tức là vừa qua thì thế giới cũng trải qua một cuộc khủng hoảng từ năm 2007-2008. Khủng hoảng được coi là cuộc đại suy thoái lớn nhất kể từ năm 1929-1933. Thế thì qua đây thì nó ảnh hưởng đến toàn bộ cái nền kinh tế trên thế giới. Cho nên là nó, đây cũng là một cái cơ hội để người ta rút ra những cái bài học, kinh nghiệm. Cho nên lần này chuyển sang một giai đoạn 15 năm phát triển tới thì lấy cái mục tiêu là vấn đề phát triển bền vững. Chương trình thì gồm có 17 cái mục tiêu, trong đó có 169 các cái chỉ tiêu. Thế thì rất là rộng, nhưng mà tôi có thể nói gọn nó có mấy điểm chính này thôi. Một, tức là tập trung phát triển bền vững nó dựa trên 3 cái trụ cột: trụ cột về kinh tế, trụ cột về xã hội và trụ cột về môi trường. Cho nên trong 17 cái mục tiêu này cũng như 169 chỉ tiêu là tập trung vào 3 cái lĩnh vực này. Đấy. Ngoài ra có một mảng nữa, tức là mục tiêu thứ 16 nói về vấn đề tư pháp và pháp luật. Thì đây là một cái điểm mới so với lại là các mục tiêu, 8 cái mục tiêu trước đây của mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Thì đây chính là câu chuyện liên quan đến pháp luật, chính là liên quan đến quốc hội, chính là liên quan đến vai trò của nghị viện cũng như là các cơ quan tư pháp của các nước trên thế giới. Và đây là một điểm rất mới. Nhưng tôi cũng phải nói là đây, các cơ quan của ta sau khi xem thì cũng phải nói đây là một điểm rất khó. Là trong đó người ta đề ra làm sao để đảm bảo công lý cho tất cả mọi người ở tất cả các cấp. Đây là một thách thức cực kỳ khó. Các mục tiêu phát triển bền vững là sự nối tiếp của các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Vì mục tiêu thiên niên kỷ thì là có 8 mục tiêu mà chủ yếu tập trung vào các nhóm xã hội dễ bị tổn thương. Ví dụ như xóa đói giảm nghèo, là có những người không thuộc cái nhóm đó là người đói, người và người nghèo. Hoặc là phổ cập giáo dục tiểu học thì có những gia đình không gặp phải khó khăn đó. Thế nhưng mà đấy là dành cho các nhóm xã hội dễ bị tổn thương. Còn như ông Thông trình bày hiện nay là nó bao trùm cả 3 trụ cột: tăng trưởng kinh tế, công bằng an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Thì nó bao quát rộng hơn, nó quang một cái định hướng phát triển rộng lớn hơn. Và ở đây ngay cả các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ được lồng ghép vào đây đều ở mức cao hơn. Tôi nói ví dụ như là mục tiêu, trong cái mục tiêu đầu tiên của phát triển thiên niên kỷ đó là xóa đói và giảm 50% nghèo. Thế thì mục tiêu phát triển bền vững thì ngay mục tiêu đầu tiên thì nói là xóa hoàn toàn đói nghèo từ nay đến năm 2030. Hai mục tiêu về
phổ cập giáo dục tiểu học của mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, thì đến năm 2030 nếu theo mục tiêu phát triển bền vững thì sẽ là phổ cập giáo dục tiểu học và trung học. Tôi muốn nói là đến trung học, hết trung học phổ thông của ta đấy, trung học và là miễn phí. Thì cái đó là chúng ta phải phấn đấu từ nay đến năm 2030, cái thách thức đối với tất cả các nước. Vâng, vậy thì không biết là Việt Nam vừa mới được bầu chọn vào ECOSOC là một trong số những cái tổ chức mà đóng vai trò vào việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ mà chúng ta đã đưa ra, đúng không ạ, mục tiêu phát triển bền vững từ nay đến năm 2030. Thì điều này cũng chứng tỏ rằng Việt Nam đã có những cái đóng góp nhất định. Và theo ông thì căn cứ vào những cái tiêu chuẩn như thế nào, tiêu chí như thế nào mà chúng ta lại nhận được một cái lượng phiếu bầu rất là cao vào một thời điểm như năm 2016 đến năm 2018, đúng không ạ? Vâng. Vì chúng tôi là người trực tiếp tham gia quá trình vận động ứng cử thì chúng tôi thấy rằng là có rất nhiều yếu tố, nhưng mà cái gì cũng là nội lực là đặt lên hàng đầu, như ông Thông đã vừa rồi cũng đã đề cập qua, đó là cái thành tựu của ta trong quá trình đổi mới, mà đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống của người dân. Và đặc biệt ở đây là có việc là chúng ta được coi là một trong những điểm sáng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, các nước đều đánh giá cao. Đấy là cái để tôi nghĩ đấy là cái nguyên nhân trước tiên. Một cái nguyên nhân thứ hai nữa thì ông Thông cũng đã nêu, tôi cũng chỉ xin nhắc lại, đó là cái uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế. Thì ở đây thì chúng ta trong thời gian qua trải qua cái quá trình đối ngoại đa phương, từ khi chúng ta vào Hội đồng Bảo an, từ rồi vào ECOSOC của nhiệm kỳ 1, thì người ta thấy rõ là Việt Nam có cái đóng góp có trách nhiệm vào hiệu quả và các vấn đề toàn cầu mà cộng đồng quốc tế quan tâm. Thưa quý vị khách mời, vào nhiệm kỳ 1998 và 2000 thì Việt Nam cũng đã tham gia với vai trò là thành viên của ECOSOC. Vậy thì hiện nay có sự khác biệt như thế nào về bối cảnh quốc tế vào cái nhiệm kỳ thứ hai này của chúng ta? Phải nói là khi chúng ta tham gia cái ECOSOC lần trước, lần đầu tiên năm 1998, năm 2000 thì cũng là một cái bước phát triển rất quan trọng vào cái thời điểm lúc đó. Nhưng mà cái đóng góp của chúng ta nó cũng không phải được như chúng ta mong muốn. Bởi nó còn vị thế, nó còn tình hình quốc tế. Bởi vì các bạn nhớ là lúc đấy là thế giới cũng ta vừa trải qua cái cuộc khủng hoảng châu Á, tài chính châu Á năm 97-98. Rồi chúng ta làm vấn đề chuẩn bị để tham gia tổ chức thương mại thế giới. Có rất nhiều cái sự kiện lúc đó, cả đường lối đối ngoại của ta cũng đang tiếp tục từng bước để mà tiến tới đưa ra một cái khái niệm gọi là hội nhập kinh tế quốc tế. Trong đó có cả nghị quyết. Thì cái bối cảnh nó là như thế, thì lúc đó thời điểm như thế là đấy là một cái đóng góp rất là quan trọng. Thế nhưng mà nhìn lại thì phải nói là nếu mà ta có vị thế tốt hơn, mạnh hơn, kinh tế ta khá hơn thì chắc là đóng góp nó sẽ tốt hơn. Đúng không ạ? Bao giờ nó phải xuất phát từ cái thế mạnh trong nước. Cái thời kỳ chúng ta tham gia ECOSOC lần 1 ấy, 1998-2000, lúc đó chúng ta tham gia, đấy là một cái cơ chế đa phương mà phải qua bầu cử đầu tiên chúng ta tham gia. Để chúng ta, đây là cái thử nghiệm cái vị thế uy tín của Việt Nam thời điểm đó, sau 5 đến 7 năm chúng ta bị rút ra khỏi bao vây cấm vận. Như năm 98 là lúc vận động là năm 97, thì lúc đó mới khoảng 5-7 năm, năm 95 mới bình thường hóa quan hệ, lập quan hệ ngoại giao với Mỹ. Thế thì, và lúc đó chúng ta còn là nước thu nhập thấp, hội nhập quốc tế chưa nhiều. Đấy. Thế thì, và kinh nghiệm đa phương thì chưa nhiều. Thế đấy là chúng ta tham gia với tính chất thử nghiệm. Và cái đó cũng phù hợp như ông Thông đã nói, đó là lúc đó là ưu tiên của ta trong cái quan hệ với tại các diễn đàn đa phương là về kinh tế xã hội, trong đấy là một trong những trụ cột trong quá trình đổi mới của chúng ta. Thế còn bây giờ 2016-2018 thì tình hình nó khác rồi. Ta là nước thu nhập trung bình, có nhiều kinh nghiệm thế giới kỳ vọng vào. Thế như ông Thông nói là uy tín, hình ảnh thì như vậy nhưng mà nó đi kèm theo trách nhiệm và nghĩa vụ. Số phiếu cao như vậy thì người ta kỳ vọng và chúng ta phải, nếu không ấy, nếu để người ta thất vọng thì sau này cái uy tín nó lại xuống. Thế thì ở đây nó là cả một cái mà thách thức của chúng ta, nhưng chúng ta có những điều kiện rất tốt. Tại hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc thì Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã có bài phát biểu về mục tiêu phát triển bền vững với ba cái thông điệp. Thì hai vị khách mời có thể chia sẻ với chúng tôi về những thông điệp đó. Thì qua thông điệp này thì chắc hẳn là cũng thể hiện một cái quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện các cái mục tiêu phát triển bền vững, đúng không ạ? Thì cái phát biểu của Chủ tịch nước cũng rất gọn thôi, chỉ có 2 trang Chủ tịch nước phát biểu trong vòng 6-7 phút thôi. Quy định là như vậy, chúng ta phải theo luật chơi mà không nói dài được. Thì có 3 cái thông điệp mạnh mà chúng tôi nghĩ là cái thông điệp chốt của bài phát biểu của Chủ tịch nước. Đó là phải đảm bảo cái môi trường hòa bình, an ninh trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế là cái điều kiện tiên quyết. Nếu không có cái đó thì không được. Để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững, nó xuất phát từ nhiệm vụ đối ngoại của chúng ta hiện nay, đó là phải tạo môi trường hòa bình, an ninh và tạo môi trường thuận lợi để tập trung sức phát
phát triển. Đấy, thì đây là tôi nghĩ là cái thông điệp này là mạnh nhất, bởi vì sẽ không có một nước nào là phát triển bền vững trong cái môi trường chiến tranh, xung đột và bất ổn cả. Và từ đó thì chúng ta có thể phát triển rộng ra, chúng ta thấy rằng là trong cả phải giải quyết hòa bình tranh chấp đấy, nó xuất phát từ cái đó chúng ta xây dựng và chúng ta đưa ra cái thông điệp là phải giải quyết hòa bình các tranh chấp, thế rồi là không được sử dụng vũ lực và đe dọa vũ lực vân vân, tất cả những cái đó mà nó thể hiện ngay trong lập trường của chúng ta trong quan hệ quốc tế mà đặc biệt trong các vấn đề trên biển. Cái thông điệp lần thứ hai mà tôi nghĩ là cũng xuất phát từ kinh nghiệm của ta, cái thành công của chúng ta trong quá trình đổi mới cũng như là trong quá trình thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, đó là cần phải có quyết tâm chính trị cao và phải phát huy tối đa nội lực và tiềm năng của đất nước là chính. Đấy. Thì ở đây chúng ta, từ cái đó thì chúng ta có cái trên cơ sở kinh nghiệm của chúng ta đề nghị là phải tất cả các nước là phải đưa cái quan điểm bền vững và trở thành một cái định hướng thường xuyên lâu dài trong quá trình phát triển, và phải lồng ghép các mục tiêu, nghĩa là 17 mục tiêu phát triển bền vững, 169 chỉ tiêu cụ thể về phát triển bền vững vào mọi chính sách, chương trình và phát triển quốc gia. Trong đó con người phải là vị trí trung tâm, phát triển bền vững là phải vì con người. Cái đó là hoàn toàn phù hợp với chủ trương chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. Và cái thứ ba, không phải là đóng vai trò quyết định nhưng mà không thể thiếu được đối với một đất nước đang phát triển như chúng ta, đó là sự cần thiết phải tăng cường cái quan hệ đối tác toàn cầu với phát triển. Vừa rồi chúng ta biết là ngoài quan hệ song phương với một loạt đối tác, chúng ta nào có FTA rồi là TPP, tất cả đấy là đối tác toàn cầu về phát triển. Thưa quý vị và các bạn, như thông điệp của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Liên Hợp Quốc, Việt Nam đang tích cực thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển bền vững. Chúng ta hãy cùng đến với những kết quả trong thời gian qua, cũng như phương hướng phát triển bền vững của Việt Nam trong thời gian tới qua phần tổng hợp sau đây. Sau 30 năm thực hiện đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế xã hội, chuyển từ nhóm các nước có thu nhập thấp sang thu nhập trung bình. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức như ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu, chênh lệch giàu nghèo gia tăng. Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Phát triển Bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Quan điểm của chiến lược này là tạo điều kiện để mọi người và mọi cộng đồng xã hội có cơ hội bình đẳng để phát triển và tiếp cận những nguồn lực chung. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng hướng tới việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, gìn giữ và cải thiện môi trường sống, sản xuất và tiêu dùng bền vững. Trong những năm qua, các cơ quan chức năng đã sửa đổi một số luật và văn bản dưới luật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên môi trường. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ đã chi khoảng 1 tỷ đô la Mỹ hàng năm cho các dự án và chương trình về biến đổi khí hậu, bao gồm cả tăng trưởng kinh tế xanh. Chúng ta thấy có một số sản phẩm đang đạt được tiêu chuẩn đó, nó vừa là sáng tạo về công nghệ mà nó vừa là mang lại cuộc sống tốt hơn cho người nghèo. Ví dụ như cái bếp chúng ta nhìn thấy ở kia, nó giúp người ta tiết kiệm được 50-60% nhiên liệu là củi hoặc là các thứ, tất cả các thứ phế liệu từ nông nghiệp đều có thể cho vào để đốt, để nấu ăn được. Thế thì tôi nghĩ là nhiều sản phẩm lắm, và nếu làm được như vậy thì nó cả ý nghĩa về xã hội lẫn kinh tế đều được nhân lên rất lớn. For Vietnam, the next years are consolidating its progress. But ensuring that while it moves to become a full-fledged middle-income country, that nobody is left behind. The ethnic minorities, their development is taken care of. New migrants coming in the cities, they are their development is part of the political vision. Gender equality is part of the political vision, and sustainable development, addressing climate change, green growth are all very, very important issues for Vietnam. So SDGs are actually Vietnam's goals. So officially they need to be endorsed, localized, public need to be made aware and integrated in all the important strategic policy tools of the country. Trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam dự kiến sẽ lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2015-2020. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng sửa đổi và bổ sung một loạt văn bản pháp luật nhằm hoàn thiện nhà nước pháp quyền, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người dân. Bên cạnh đó, Việt Nam cam kết tham gia tích cực và chủ động trong khuôn khổ Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc nhằm góp phần xây dựng chính sách, chia sẻ kinh nghiệm trong nước và huy động sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Vâng, thưa ông Vũ Anh Quang, có thể nói là chúng ta đã hoàn thành
cái giai đoạn để mà vận động và tranh cử vào vị trí một trong số các thành viên của ECOSOC. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải có những cái biện pháp để làm sao mà triển khai và hỗ trợ và đóng góp vào trong hoạt động của ECOSOC, đúng không ạ? Vậy thì ông có thể chia sẻ với chúng tôi về những nhiệm vụ và những cái hoạt động trọng tâm của chúng ta trong cái nhiệm kỳ 2016-2018 mà chúng ta sẽ triển khai tới đây. Chúng ta phải đóng góp tích cực vào cái công việc chung của ECOSOC về mảng kinh tế, xã hội, môi trường, mà trọng tâm là phát triển bền vững. ECOSOC có 11 ủy ban chức năng hỗ trợ về rất nhiều vấn đề. Thế thì ở đây thì chúng ta có thể tham gia sâu vào những lĩnh vực mà chúng ta có thế mạnh và các nước mong đợi của chúng ta. Ở đây tôi có thể xin liệt kê 11 ủy ban, tôi cũng không nhớ hết được cả tên 11 ủy ban đâu, nhưng tôi có thể liệt kê những ủy ban này rất quan trọng. Ủy ban dân số và phát triển. Vì chúng ta làm một cái về vấn đề cơ hội hóa gia đình, chúng ta có, rõ ràng chúng ta có những thành công cũng như là có những thách thức, chúng ta hoàn toàn có thể xuất phát từ đó để đưa sáng kiến hoặc chia sẻ kinh nghiệm. Cái thứ hai là ủy ban phát triển xã hội, và cái điểm nữa là diễn đàn đối thoại cấp cao về phát triển bền vững, đây là cái cơ quan thứ ba, và cái ủy ban về chính sách phát triển. Đấy là bốn cái ủy ban mà chúng ta có thể tham gia đóng góp. Mà ở trong này nó có những cái đóng góp mà ngay cả bản thân nó còn liên quan đến cả những vấn đề, tuy là vấn đề kinh tế xã hội nhưng nó còn liên quan đến cả vấn đề về an ninh, về hòa bình an ninh cộng với phát triển. Ví dụ như hợp tác, ví dụ trong những cái chính sách phát triển nó có về làm sao thúc đẩy hợp tác phát triển về biển, tài nguyên biển. Tôi chưa nói về vấn đề về chủ quyền, nhưng mà tôi chỉ nói rằng là đất nước chúng ta là một quốc gia biển. Nếu mà nói về quyền tài phán thì nó còn lớn hơn cả cái đất liền. Thì sắp tới cái này không chỉ Bộ Ngoại giao có thể làm được, mà các bộ ngành phải huy động vào đây để chúng ta phải đưa sáng kiến và đưa, và cái này là cái điểm mới của chúng ta trong vấn đề phát triển biển và đại dương. Thì cho nên cái này là một cái mà tôi nghĩ rằng là đấy là những cái trọng tâm chúng ta vừa đóng góp và chúng ta vừa tiếp thu những cái vừa những lĩnh vực mà chúng ta còn mới và đóng góp những lĩnh vực mà chúng ta đã mạnh như tôi đã trình bày. Thưa ông Hà Huy Thông, Việt Nam cũng giống như nhiều quốc gia khác thì đang lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào trong cái quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vậy thì ông có thể chia sẻ với chúng tôi những cái chia sẻ của nhận xét của ông về cái quá trình chúng ta đang thực hiện này. Tôi nghĩ là tất cả các quốc gia người ta vừa rồi là đã cùng nhau để mà đưa ra được một cái chương trình phát triển sau năm 2015. Đây đó là kết quả của cả 193 nước thành viên. Tôi phát biểu quốc hội cũng nói đây là kết tinh của tri thức của nhân loại, chứ không phải của một nước nào có thể áp đặt được, mà người ta rút kinh nghiệm trong thời gian vừa qua. Cho nên bây giờ tất cả các nước đều có trách nhiệm để làm sao để triển khai thực hiện cái này. Đấy là cái chung. Cái điểm thứ hai tôi nghĩ là 2016 nó không phải chỉ là năm mở đầu ta với tư cách là thành viên của ECOSOC. 2016 trước hết trong nước nó là bắt đầu ta chuẩn bị bước sang thực hiện cái kế hoạch 5 năm tiếp theo, 2016-2020. Thứ ba nữa, 5 năm tới cũng như là năm 2016 lại là năm đầu tiên để cho toàn thế giới bắt đầu thực hiện cái chương trình phát triển bền vững sau năm 2015. Trong cái bối cảnh như vậy cho nên cái việc mà hoạch định đưa ra một cái kế hoạch phát triển sắp tới có ý nghĩa rất là quan trọng. Hiện nay thì Đảng và Nhà nước ta chuẩn bị đại hội Đảng lần thứ 12. Quốc hội cũng chuẩn bị để bàn cái kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm tới. Tất nhiên là chính phủ với tư cách là người chủ trì thì sẽ trình cái đó quốc hội để quốc hội. Và cái thứ ba rất là quan trọng đó là chúng ta phải phân bổ nguồn lực để làm sao thực hiện cái này. Thế thì tại cái cuộc họp quốc hội vừa qua thì bàn về kinh tế xã hội thì chúng tôi cũng cùng với nhiều đại biểu thì cũng đã tham gia đóng góp, là đề nghị chúng ta phải lồng ghép những cái mục tiêu phát triển mà Liên Hợp Quốc vừa thông qua, mà trong đó có Việt Nam. Và đây, và tôi nói để mà sau này chúng ta tham gia với tư cách là có trách nhiệm, không phải chỉ có tích cực chủ động mà có trách nhiệm nữa. Thì tôi nghĩ là đây là một khối lượng công việc rất là nặng nề. Nhưng mà tôi phải nói thật sự là nếu mà làm được như thế thì tôi cũng nói một câu là nếu chúng ta thực hiện được một số cái tiêu chí nữa về vấn đề hiện đại hóa, công nghiệp hóa và các chỉ tiêu này nữa thì thực sự là trong 15 năm tới có thể đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại như là mong muốn của Đảng và Nhà nước và nhân dân. Vâng, có thể nói là chúng ta đã có chủ trương cũng như là đã tiến hành những cái hành động để lồng ghép các cái mục tiêu phát triển bền vững vào trong quá trình phát triển kinh tế và xã hội của đất nước, và chúng ta cũng đã có những cái trọng tâm để hành động tại ECOSOC trong nhiệm kỳ 3 năm tới. Vậy thì thêm một điều nữa mà chúng tôi muốn quan tâm đó là Việt Nam sẽ phối hợp cùng với các cái tổ chức khác của Liên Hợp Quốc như thế nào nhằm hiện thực hóa những cái mục tiêu trọng tâm mà chúng ta đã đề ra, thưa ông Vũ Anh Quang? Sắp tới là cái việc xây dựng, bởi đây nó là cái chương trình dài hạn, sắp tới xây dựng những chương trình hợp tác
của chúng ta với các tổ chức này như thế nào, mà đặc biệt là tôi có rất nhiều tổ chức ở Việt Nam, nhưng tất nhiên tôi nêu thì tôi cũng không thể nêu hết được, nhưng mà tôi chỉ nêu ba cái tổ chức lớn nhất hiện nay đang hoạt động tại Việt Nam. Ngoài ra còn các tổ chức khác, ví dụ như UNDP, chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc, ví dụ như là quỹ dân số của Liên Hợp Quốc UNFPA, và quỹ nhi đồng của Liên Hợp Quốc là UNICEF. Bây giờ chúng ta là một nước có thu nhập trung bình rồi, không phải là chúng ta nhận theo tài trợ theo kiểu của nước tiếp nhận nữa, mà đây là quan hệ đối tác. Bây giờ phải đổi mới, đang trong quá trình đổi mới, và họ cũng thừa nhận chúng ta là một nước đối tác chứ không phải là một nước tiếp nhận, và họ là người đi cho và chúng ta đi nhận. Không còn lĩnh vực đó. Chúng ta có đóng góp của chúng ta, và họ, chúng ta cũng có nhận được cái sự hỗ trợ của họ. Thì ở đây thì chúng ta vì chúng ta có rất nhiều nước đối tác, và chúng ta thấy rằng là Liên Hợp Quốc có thế mạnh như thế nào đối với chúng với cái việc hỗ trợ cái quá trình phát triển bền vững cũng như phát triển kinh tế xã hội nói chung, thì là họ hỗ trợ chúng ta nâng cao năng lực và tư vấn về chính sách. Cái thứ hai là hỗ trợ ta trong cái vận động và điều phối hoạt động của các đối tác song phương và đa phương khác tại Việt Nam, ví dụ chúng ta thấy Nhật Bản hay Hoa Kỳ hay là Liên minh châu Âu, họ phải, bởi vì nếu từng đối tác hoạt động riêng lẻ thì cũng sẽ rất là khó và chồng chéo hoặc lại thiếu lĩnh vực. Thế thì làm sao cái chương trình hợp tác của họ phải đầy đủ ba cái cấu phần, hoặc là đóng góp vào việc chúng ta thực hiện ba cái cấu phần chính của các mục tiêu phát triển bền vững, đó là tăng trưởng kinh tế, công bằng và an sinh xã hội, và bảo vệ môi trường, và tất cả ba yếu tố này phải đảm bảo yếu tố bền vững. Có thể nói là Việt Nam đang đứng trước cơ hội, nhưng mà cùng với đó là rất là nhiều thách thức, và hy vọng rằng với trên những cái cương vị mới, với những cái vai trò và mục tiêu mới, chúng ta sẽ tiếp tục thành công và khẳng định được cái vị thế của mình trên trường quốc tế. Một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với quá trình hội nhập và phát triển, Việt Nam đang ngày càng đóng vai trò chủ động và tích cực trên các diễn đàn quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc. Điều này vừa giúp nâng cao vị thế của đất nước, vừa tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm và thu hút các nguồn lực cho sự phát triển về lâu dài. Hy vọng rằng với sự hợp tác tích cực của bạn bè quốc tế, Việt Nam sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình tại Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc trong nhiệm kỳ tới, đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng của nhân loại. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cái việc mà ta trúng cử và với tỷ lệ phiếu cao gần như tuyệt đối để World Cup của mình, thì nó khẳng định thứ nhất là cái vị thế của đất nước mình. Thứ hai là nó khẳng định cái chuyện cái chủ trương đường lối hội nhập của chúng ta về mặt hội nhập quốc tế nói chung, và trong đó hội nhập kinh tế quốc tế, là một chủ trương đúng đắn và được sự đồng tình thuận lợi của các nước trên thế giới. Cái gì cũng là nội lực là đặt lên hàng đầu, như ông Thông đã vừa rồi cũng đã đề cập qua, đó là cái thành tựu của ta trong quá trình đổi mới, mà đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống của người dân, và đặc biệt ở đây là có việc là chúng ta được coi là một trong những điểm sáng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển trên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, các nước đều đánh giá cao. Phát triển bền vững nó dựa trên ba trụ cột: trụ cột về kinh tế, trụ cột về xã hội và trụ cột về môi trường. Cho nên trong 17 cái mục tiêu này cũng như 169 chỉ tiêu là tập trung vào ba cái lĩnh vực này. Cái mục tiêu đầu tiên của phát triển thiên niên kỷ đó là xóa đói và giảm 50% nghèo. Thế thì mục tiêu phát triển bền vững thì ngay mục tiêu đầu tiên đó là xóa hoàn toàn đói nghèo từ nay đến năm 2030. Thế thì tại cái cuộc họp quốc hội vừa qua thì bàn về kinh tế xã hội thì chúng tôi cũng cùng với nhiều đại biểu thì cũng đã tham gia đóng góp, là đề nghị chúng ta phải lồng ghép những cái mục tiêu phát triển mà Liên Hợp Quốc phải thông qua, mà trong đó có Việt Nam. Phải đảm bảo cái môi trường hòa bình, an ninh trên cơ sở luật, tôn trọng luật pháp quốc tế là cái điều kiện tiên quyết. Nếu không có cái đó thì không được. Để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững, nó xuất phát từ nhiệm vụ đối ngoại của chúng ta hiện nay, đó là phải tạo môi trường hòa bình, an ninh và tạo môi trường thuận lợi để tập trung sức phát triển.